Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, bão số 8 sáng nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ. Bắc Bộ và Trung Bộ cảnh báo sẽ có mưa lớn nhiều nơi trong hôm nay do sự kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường. Quý vị cần chú ý là mưa dồn dập có thể dẫn tới các hiện tượng nguy hiểm. Thông tin này sẽ kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Nếu có lịch trình di chuyển qua các tuyến đường có nhiều đoạn đồi núi, đất đá rất dễ bị mưa lớn phá vỡ kết cấu, gây ra sạt lở ta luy âm, ta luy dương bất ngờ tốt nhất quý vị nên hạn chế tự đi đường đèo, đồi núi nếu không thông thạo địa hình. Trường hợp bắt buộc, nên đi chậm và chú ý các dấu hiệu sạt lở để kịp thời xử lý. Đó là khi quan sát thấy các vết nứt lún hay phồng rộp trên mặt đường. Vách ta luy có dòng nước đục dỉ ra, nghe tiếng đất đá va chạm, cành cây gãy đổ.